Nguyên liệu chính của mình gồm có bò viên, nuôi, cà rốt, cải trắng, mì gói, có thể ăn kèm với nuôi cũng được, hoặc là ăn mì gói không cũng được, có thể ăn với hủ tiếu cũng được, tùy mọi người nha. Hành phi, tỏi băm, hành, sắc nhuyễn. Cái này là mì căn nha, mì căn ở nhà mình tự làm, mấy anh em ở nhà khoái ăn cái món này lắm. Bữa nào có dịp thì mình sẽ làm video về cái món này cho mọi người coi. Rồi, nước chấm không thể thiếu là nước mắm ớt. Mùa dịch này thì rất là khó khăn, ở ngoài đường cũng không ai bán buôn gì hết. Các bạn có thể tự mua về và làm tại nhà luôn nha. Cà rốt với củ cải trắng thì một tí nữa mình bỏ vô cái nồi nước hầm xương cho nó ngọt. Cái nồi nước hầm xương thì là hồi nãy mình cũng có nêm nếm rồi, cũng ngọt rồi, hầm từ sáng tới giờ khoảng 4 tiếng xương cũng mềm rồi. Mấy bạn có nêm thì cũng nêm từ từ, nêm nêm tới đâu thì nếm, xong rồi nêm tiếp, cứ từ từ, có chừng nó mặn quá nha. Sau khi sơ chế xương, rửa sạch sẽ, ngâm muối, tới giai đoạn là mình hầm xương nha. Mọi người thấy bọt nó lên rất là nhiều thấy không? Bây giờ mình vớt bọt ra bớt. Tiếp theo mình phi hành nha, ấy phi tỏi nha. Rồi đợi chảo nóng, đổ dầu vô. Hành phi thì mình phi trước rồi, nhiều nên bỏ vô hũ để sẵn rồi. Rồi để dầu nóng chút xíu thì bỏ tỏi vô phi lên cho nó thơm. Rồi dầu nóng rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình bỏ tỏi vô mình phi lên cho nó thơm. Các bạn ở nhà làm theo thì cũng làm theo như vậy nè. Có tỏi phi thì nó cái món ăn của mình nó tăng thêm hương vị. Phi đảo đều, khi nào mà tỏi nó vàng là ok, là được. Rồi tỏi phi nó vàng vậy là được rồi nha các bạn. Mùi tỏi phi bay lên thơm lắm. Mình thấy vàng vàng là được rồi, vừa đủ rồi. Tỏi phi vàng rồi nha, bây giờ mình vớt ra chén. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Cái này mình ăn không hết thì mình để dành mình ăn mấy cái món khác cũng được. Sử dụng được rất là nhiều món. Hoàn thành rồi nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình nêm thêm mấy cái gia vị rồi thêm cho nó thơm. Hành phi, hành phi bỏ vô. Ai ăn nhiều được thì ăn nhiều, ăn ít thì ăn ít. Rồi hành lá sống bỏ vô. Rồi tới tỏi phi, ai ăn được nhiều thì bỏ vô nhiều, ăn ít thì bỏ ít. Rồi cuối cùng là bỏ miếng tiêu lên. Nếu mà các bạn thấy lạc á, thì nêm thêm nước mắm. Nước mắm này có pha với là ớt nè. Ăn cay nhiều thì bỏ ớt nhiều. Bỏ tiêu lên. Rồi hoàn thành nha, rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Cái này là mình ăn, nấu nuôi ăn nè, nuôi mình luộc xong nó vậy nè. Đó. Trộn đều lên. Ai ăn thấy lạc thì nêm thêm nước mắm. Ai ăn cay nhiều thì bỏ ớt nhiều.
nếm thử miếng nước lèo coi. Nước lèo vừa ăn đó mấy bạn, ngọt ngọt xương. Nêm từ từ, mình cứ nêm từ từ, mình nếm lại, nêm từ từ nếm lại thấy vừa ăn thì thôi. Ăn thử miếng bò viên nha, miếng nước mắm. Bò viên ngon, dai dai, ở trong nó có gừng, giòn giòn. Mình nấu nước lèo bằng xương nè, xương heo. Nó mình hầm rất là nhiều xương nha, cho nên cái nước lèo nó ngọt lắm. Rồi, chúc mọi người thành công nha. Các bạn cứ làm theo như vậy thì cứ nêm nếm từ từ, chừng nào thấy vừa ăn thì thôi. Trong cái mùa đại dịch này thì ở ngoài cũng không có ai bán cái gì hết, mình tự mua về mình làm rồi mình ăn cho gia đình, cả nhà mình cùng ăn luôn. Cuối video chúc mọi người giữ gìn sức khỏe và cố gắng vượt qua đại dịch này nha. Nếu mà video, nếu mà các bạn thấy video hay hấp dẫn thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để xem thêm cái nhiều cái video khác nữa nha.